chào anh chị, hôm nay thì Danco sẽ giới thiệu đến anh chị một phụ kiện rất là cần thiết đối với mình khi ra sân tập, đó chính là phụ kiện chặn mồ hôi. Và hôm nay thì em giới thiệu phụ kiện chặn mồ hôi của các thương hiệu là Head này, Adidas, Winston. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu về phụ kiện chặn mồ hôi tay của thương hiệu Head. Sản phẩm này thì mình đeo rất là dễ dàng thôi ạ. Thế mình đeo cổ tay như này thôi. Khi mà mình có mồ hôi ở trên mặt ấy hoặc là trên trán của mình ấy thì mình chỉ cần đưa tay lên thôi là mình đã có thể lau được rồi. Rất là tiện lợi luôn, mình không cần phải lúc nào cũng mang một cái khăn rồi sưng tập làm gì cả đúng không ạ? Chất liệu rất là co giãn luôn ạ, rất là thoải mái luôn. Cái sản phẩm này thì nó có 80% là bông nên là nó sẽ co giãn rất là tốt và nó sẽ không dễ bị bay xù lên đâu ạ. Đây, chất liệu rất là tốt luôn. Và đây là màu Radical nhá. Cái màu này thì mình sẽ phù hợp với những anh nào mà dùng vô Radical ấy, rất là hợp luôn đấy ạ. Một cái cặp này thì nó có giá là 129.000 một cặp này ạ, cho hai tay của mình ạ. Đây là 129.000 một cặp ạ. Và có một loại nữa, đó là loại đây, cái này có cả màu loại hết này thì nó có thêm một màu nữa, đó là màu tím này anh chị nhá. Tiếp theo là em sẽ giới thiệu đến chặn mồ hôi tay của Winston này. Đây là chặn mồ hôi tay dài nhá. Loại dài này nó dài bằng bằng hai cái hết vừa nãy. Đây, tiếp theo thử cho anh chị nhìn nhá. Nó dày dặn và nó dài hơn này. Mồ hôi tay của Winston nhá anh chị nhá. Nó dài và nó dày dặn hơn này. Chặn mồ hôi tay này của Winston là loại dài nhá anh chị nhá. Cái loại dài này thì nó dày dặn hơn này, cảm giác nó dày dặn hơn và nó sẽ dài hơn, nó như kiểu là một cái khăn quấn vào tay của mình thôi ạ. Đây mình sẽ thấm mồ hôi ở tay này, thấm mồ hôi trên trán, trên mặt này rất là tốt luôn nhá. Chất liệu rất là thấm hút mồ hôi tốt này và co giãn rất là tốt nữa. Màu sắc rất là đẹp đấy ạ. Đây, đây thì em có màu xanh lá cây và màu xám này nhá. 350.000 một đôi ạ. Đây ạ, đây là màu xám nhá anh chị nhá. Đây là màu xám này của loại chặn mồ hôi dài tay, chặn mồ hôi dài này. Còn đây là đây. Hai màu, màu xanh lá cây và màu xám. Chắc là chặn mồ hôi tay của Adidas này. Cái loại này thì đeo cách đeo nó cũng giống như những loại trước thôi em đeo thôi ạ. Và nó có giá là 240.000 một đôi nhá. 240.000 một đôi, 120.000 một cái ạ. Đây, chặn mồ hôi tay của Adidas. Và tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến chặn mồ hôi trán nhá chị nhá. Ở đây thì em có hai loại, là một loại của Winston và một loại của Head này. Có màu, ở đây thì em có màu đỏ và màu đen này. Chặn mồ hôi này thì nó cũng được làm từ chất liệu là bông thôi ạ. 80% là sữa ươm tự nhiên và 15% là ni lông, 5% là cao su.